Xin chào các bạn, có một cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta thường hay nhận được những cái thông tin ở trong thiền crypto này liên quan tới là giờ xin chúng ta đang nhìn vào cái thông tin này Đây là thông tin được chia sẻ vào ngày 4 tây tháng 8 năm 2020 Và thông tin này thì nói là hơn 90% của tất cả đồng Ether là bây giờ là đang có lợi thì các bạn thấy là chúng ta cũng nhận được những thông tin tương tự liên quan tới Bitcoin các bạn thấy được là đây là thông tin được chia sẻ ngày 28 tây tháng 7 năm 2020 nghĩa là cuối tháng 7 thì thông tin này cũng nói cái điều tương tự là gần như là 95% của tất cả Bitcoin là đang được lời ở cái mức là 11.400 đô các bạn thấy được là cái giá Bitcoin ngày hôm nay tuy là đã đi xuống À, hôm nay là ngày 2 tây tháng 9 năm 2020 là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 3 tây tháng 9 thì các bạn thấy được là giá Bitcoin tuy đi xuống ngày hôm nay nhưng mà vẫn là ở cái mức là cuối tháng 7 11.400 đô thì các bạn thấy điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin này thì có ý nghĩa như thế nào thì các bạn thấy là điều mà những bài viết này muốn chia sẻ thường là họ nói là có những công ty như là những công ty classno thì sẽ theo dõi những cái ví trên những mạng lưới như là bitcoin như là ethereum và cách mà họ theo dõi là mỗi một lần mà đồng Ethereum hay là Bitcoin được nạp vào một cái ví nào đó thì họ sẽ cho đây là một người nào đó đã mua Và nạp vào ví đương nhiên các bạn thấy được là sự thật là có phải là người nào đã mua được nạp vào ví hay là không thì không phải Ai cũng có thể biết được tại vì các bạn thấy là nếu như mà các bạn gửi một đồng này từ ví này qua cái ví kia Thì làm sao người ta biết được là các bạn gửi từ cái ví này qua cái ví kia mà không phải là một người nào đó vừa mới mua Để mà nạp cái đồng đó vào ví của mình tại vì các bạn thấy được là trên mạng lưới Blockchain thì đâu có tên tuổi gì đâu các bạn thấy chỉ có địa chỉ ví và một người thì có thể là có nhiều ví và nhiều người cũng có thể là có cùng một ví các bạn thấy được như là cái ví sàn thì một ví là của nhiều người thì các bạn thấy là những công ty như là Classno họ sẽ tìm cách loại bỏ những cái ví của sàn giao dịch và cái mà họ nói đây là không phải là bao nhiêu người đã được lời mà bao nhiêu cái ví từ cái lúc cuối cùng mà đồng nào mà được nạp vào như là chúng ta nói tới đồng Bitcoin hay là đồng Ethereum mà được nạp vào thì tính cho tới cái giá hiện tại bao nhiêu những cái đồng đó là đang có lời thì khi mà chúng ta thấy được những cái thông tin mà nhiều bạn cho là rất là tốt các bạn thấy được là hơn 90% của Ethereum đang ở trên mạng lưới là có lời hay là các bạn thấy được thông tin là gần như 95% của tất cả Bitcoin là đã có lời ở trên mạng lưới có nghĩa là cái lần cuối cùng mà Bitcoin được di chuyển vào ví thì tính hết tất cả thì gần như 95% này đã có lời với cái giá là 11.400 đô tương tự với lời Ethereum đây là bài viết là đầu tháng 8 thì nhiều bạn có thể thấy là đây là một thông tin tốt tại vì giá cả tăng lên cho nên nhiều người có lời nhưng mà về mặt giá cả ngắn hạn thì có một điều mà thường nghĩ tới mà thường muốn chia sẻ với các bạn và các bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phía dưới video này để là comment thì khi mà các bạn thấy là có nhiều người mà có lời như vậy thì có phải là tốt hay là không cho giá cả trong thời gian ngắn hạn thì thường nghĩ là không hẳn là như vậy tại vì khi mà các bạn thấy là có quá nhiều người có lời có nghĩa là có rất nhiều người có thể là chốt lời cho nên sẽ gây ra một cái áp lực bán trong thời gian ngắn hạn các bạn thấy được là khi mà có rất nhiều người có lời như là tình trạng của Ethereum là 90% của Ethereum là đang nằm trong cái dùng gọi là dùng có lời cũng như là Bitcoin là gần như 95% là đang nằm trong cái dùng là có lời thì khi mà giá cả tăng lên mạnh thì đương nhiên là có thể nhiều người không bán nhưng mà khi mà giá cả tăng lên mạnh mà lại đi trở xuống như là chúng ta thấy tình trạng của ngày hôm nay là giá cả tăng lên tới 12.000 đô ngày hôm qua hôm nay đi trở xuống là có mức là 11.423 tương tự với lại Ethereum hôm qua đã tăng lên cho bạn thấy là 4 80, bây giờ trở về 448 thì lúc đó có thể là có nhiều người họ sẽ nhân cơ hội này để mà chốt lời khiến cho tạo ra một cái áp lực bán trong thời gian ngắn hạn cho nên khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin là bao nhiêu Ethereum, bao nhiêu Bitcoin, bao nhiêu đồng nào đó là đang nằm trong vùng có lời thì trong thời gian ngắn hạn có thể đây không phải là một cái thông tin tốt đối với giá cả nhưng mà các bạn thấy được là khi mà những đồng Ethereum này những đồng bitcoin được bán giả sẽ như là được bán ngày hôm nay thì khi mà cái người mua nạp vào ví của người ta thì những cái trang web như là classno họ sẽ thu thập lại những thông tin đó là coi như là cái giá hiện tại là cái giá mua của cái ví đó và các bạn thấy được là cái phần trăm của người có lời là sẽ bị giảm xuống là cái áp lực bán cũng sẽ giảm xuống và sau đó chúng bạn thấy được là giá cả có thể có được có sự tăng trưởng kế tiếp trước khi mà người ta lại có lợi nhuận nhiều và bán đi thì đây À, là điều mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới mỗi lần mà các bạn à, thấy được những cái thông tin liên quan tới là bao nhiêu đồng ethereum đang có lợi hay là bao nhiêu đồng bitcoin đang có lời thật ra cái mà họ nói tới là bao nhiêu đồng trong cái ví đó cái lần cuối cùng mà được nạp vào cho tới cái giá hiện tại là có lời tuy nhiên không ai biết được là khi nào được mua khi nào được bán và thường còn một số những thông tin khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn à, liên quan tới giá cả của bitcoin và liên quan tới thị trường tài chính nói chung cũng như liên quan tới vàng nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Mặc dù là chúng ta thấy được là giá cả của tiền crypto không tốt ngày hôm nay, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán nói chung, chúng ta nói vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, thì các bạn thấy được là đã là một cái uh, hình ảnh hoàn toàn khác biệt là chứng khoán Hoa Kỳ đã tăng lên một cách chóng mặt. Các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 lại tiếp tục tăng trưởng ngày hôm nay, uh, tăng 1,54% và ngày hôm qua đạt cái đỉnh mới và thật ra ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn vào những tài liệu thì các bạn sẽ thấy được là chỉ số S&P 500 là cái ngày hôm nay là cái ngày mà có sự tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 9 kể từ năm 2010 cho tới bây giờ các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng rất là mạnh khi mà chúng ta nói tới thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì có nhiều bạn thường hay hỏi Thuận là Thuận có đầu tư vào chứng khoán hay là không thì câu trả lời là có Thuận vẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán và một điều mà các bạn cần phải biết ở đây là thị trường chứng khoán thì thuận vẫn đầu tư nhưng mà cái phần đầu tư thì ít hơn là cái số tiền mà thuận đầu tư vào trong thị trường crypto rất là nhiều tại vì thuận vẫn nghĩ là trong cái thời gian tới đây trong những năm tới đây thậm chí là trong vòng 10 năm tới đây thường không nghĩ là có một thị trường nào có thể mang được những cái lợi nhuận như là thị trường crypto cho nên thường vẫn tập trung và đầu tư nhiều vào trong crypto đương nhiên trong tay thường vẫn còn lưu trữ rất là nhiều những cái cổ phiếu cũng như là những cái công cụ đầu tư trong thị trường à, chứng khoán của Hoa Kỳ như là mutual fund chẳng hạn thường vẫn lưu trữ những cái đó và đương nhiên các bạn cũng đã biết là thường làm việc ở Hoa Kỳ thì đương nhiên sẽ có những cái quỹ như là cái quỹ lương hưu hay là cái quỹ 401k thì tất cả đều là đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hoa hoa kỳ thuận bây giờ là không có còn giữ bất cứ một trái phiếu nào à, trong tay chỉ lưu trữ chứng khoán mà thôi và các bạn thấy được là trong thời gian qua chứng khoán đã tăng lên rất là nhiều và có thể là nhiều bạn cũng đã nhớ là thuận chia sẻ cách đây À, cũng là khá lâu là khoảng chừng này là tháng 11 năm 2019 thì lúc đó thị trường đã liên tục phá đỉnh cũ lập đỉnh mới và lúc đó thì thường chỉ cảm thấy là đây là một cái thời điểm thích hợp để thoát ra khỏi thị trường đương nhiên khi mà nhìn trở lại các bạn thấy được là không ai có thể biết được là đáy đâu để đỉnh tới đỉnh đâu nhưng mà nhìn ngược trở lại thì có thể thường đã thoát ra khỏi thị trường sớm 2 tháng tại vì các bạn thấy được là cái lúc mà giá cả bắt đầu đi hàng ngang và đi trở xuống đó chính là lúc mà dịch bệnh bùng nổ tháng 3 thì tính tới tháng đó là các bạn thấy đại thùng đã thoát ra là có thể nói là đã sớm cho tới 3 tháng chứ không phải là hai tháng nhưng mà sau khi mà thị trường đi xuống là bắt đầu là 10%, rồi tới 20% khi mà chúng ta thấy được những chỉ số như là S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đi xuống cực kỳ mạnh mà thậm chí những cái cổ phiếu mà có thể nói là không có liên quan gì đến dịch bệnh, có thể nói là nếu như mà dịch bệnh xảy ra và mọi người là phải ở nhà Thì những cổ phiếu đó đáng lý là phải tăng như là cổ phiếu liên quan tới Amazon và một số những cái dịch vụ mà người ta cần phải sử dụng khi người ta ở nhà thì lúc mà cổ phiếu thị trường đi xuống khoảng chừng 20% thì thường cũng đã chia sẻ là đây là một trong những cái tình hình mà thường nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm đến tại vì thường nghĩ là không có lý do gì mà những cái cổ phiếu này là lại đi xuống mạnh như vậy và thường đã bắt đầu mua ngược trở lại và có lúc mà giá cả đi xuống 20% đương nhiên là nhìn ngược trở lại thì Thuận đã mua sớm hơn 10% tại vì các bạn thấy được là cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống sau khi mà thuận mua người trở lại và đi xuống tới 35% trước khi mà hồi phục Nhưng mà đây là một trong những cái rủi ro mà các bạn phải chấp nhận khi mà các bạn à, đi ra và đi vào thị trường tài chính Tại vì các bạn không thể biết được là đáy đâu và định tới đâu khó để mà bắt đáy và đỉnh như mà nào mà trade thường xuyên thì cũng đã biết vì lý do đó cái lựa chọn hàng đầu của thuận vẫn là trung bình giá nhưng mà nhiều khi thì các bạn cảm thấy là những cái yếu tố đã quá rõ trước mặt của mình cho nên cần phải ra hành động gì đó cũng tương tự như thị trường crypto khi mà giá cả đi ngược trở lên 20 000 đô thuận sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn những cái chiến lược của thuận về giá cả của BTC Ethereum là như thế nào khi nào mà thuận mới bắt đầu là bán Bitcoin bán Ethereum thì sẽ thông báo trên channel này đương nhiên các bạn không nên làm theo những gì mình thường làm tại vì các bạn sẽ thấy được là không ai có thể là bắt đỉnh và đáy được và bản thân thường là một trong những người mà rất là dở bắt đỉnh hay là đáy cho nên thường chỉ có thể là chia sẻ theo cảm nghĩ cá nhân của mình chứ không phải là thường khuyến khích bất cứ ai làm theo những gì mình thường đang làm nhưng mà trong thời điểm này thì thường có thể nói với các bạn là thường vẫn tiếp tục mua và tiếp tục mua và từ năm 2016 tới bây giờ là vẫn tiếp tục mua chưa hề bán bất cứ một crypto nào để mà quy ra tiền mặt và chúng ta nói tới hiện chứng khoán thì các bạn thấy được là chứng khoán tăng lên mạnh sau khi mà chúng ta nghe cái thông báo được đưa đến à, từ Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, Chủ tịch John Powell tuần vừa rồi hồi thứ năm Các bạn có nhớ là Chủ tịch Powell à, đã nói là Fed sẽ cho cái phần trăm lạm phát tăng lên hơn cái số ứng định là 2%. Điều này đương nhiên là khiến cho thị trường chứng khoán rất là hào hứng và giá cả lại tăng lên liên tục và liên tục. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn kỹ lại những gì xảy ra thì các bạn sẽ thấy được là lý do duy nhất khiến cho chứng khoán tăng lên là tại vì cục dư mang của Hoa Kỳ tiếp tục in tiền để bơm vào trong thị trường tiếp tục giữ lại suất thấp chứ còn chúng ta nói tới cái sự hồi phục của nền kinh tế thì vẫn còn rất là xa các bạn thấy được ngay cái ngày hôm nay khi mà chứng khoán tăng mạnh như vậy thì các bạn thấy là thông tin chúng ta nhận được thì cũng có thông tin xấu thông tin tốt nhưng chúng ta nhận được cái thông tin uh, liên quan tới cái công ty bào chế thuốc Roche thì công ty này nói là có thể là đưa ra một cái antigen test có nghĩa là một cái kiểm tra kháng nguyên nhưng mà đây sẽ một cái test một cái kiểm tra rất là nhanh chóng có thể là cho đến cuối cái tháng này là chúng ta sẽ có được cái cách kiểm tra đó nhưng mà chỉ là bắt đầu là từ Europe quy ra từ châu Âu chứ không phải là từ Hoa Kỳ về Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là ngày hôm nay chúng ta nhận được cái thông báo được đưa ra từ viện nghiên cứu y tế của Hoa Kỳ thì nói là plasma treatment cái mà chúng ta được tổng thống Donald Trump đề cập tới của tuần vừa rồi đó chính là dùng cái huyết tương để mà chống lại dịch bệnh thì cái viện y tế quốc gia của Hoa Kỳ thì lại nói là có nhiều dẫn chứng cho thấy được là dùng huyết tương là không phải là một cái cách trị liệu hiệu quả đương nhiên là các bạn thấy được là có tin tức tốt có tin tức xấu nhưng mà chứng khoán vẫn tăng lên thậm chí chúng ta thấy được là cái thông tin được chia sẻ bởi ADP cho thấy được là cái số lượng mà người được mướn trong tháng 8 là 428.000, nhưng mà các bạn thấy là 428.000 là một con số rất là lớn nhưng mà vẫn thua cái con số mà thị trường kỳ vọng đó chính là 1,17 triệu job, 1,17 triệu việc làm, nhưng mà chỉ tăng 428 thậm chí là những thông tin như chúng ta biết được là những cái công ty bây giờ là đã giảm xuống cái tốc độ mà họ mướn người cho nên cái thông tin liên quan tới hồi phục kinh tế, cái thông tin liên quan tới có vaccine thì vẫn còn rất là mờ mịt, thấy được là không có cái sự tăng trưởng như mong muốn, nhưng mà thị trường vẫn tiếp tục tăng lên. căn bản là tại vì những gì được nói bởi Fed đã khiến cho thị trường rất là phấn khởi và rất là lạc quan cho nên giá cả của những cổ phiếu đã tăng lên khiến cho những chỉ số tăng lên ngược lại các bạn sẽ thấy được là giá vàng thì không có như ý muốn của nhiều người chúng ta đang nhìn vào đây là cái biểu đồ giá vàng ở trên CNBC Gold thì các bạn thấy được là dựa theo biểu đồ Gold này thì một tháng trước đây thật ra các bạn nhìn vào cái biểu đồ này thì bắt đầu từ ngày 5 tây tháng 8 lúc mà vàng đạt được cái mức là 2069 đô cho một ounce vàng thì kể từ ngày đó là các bạn thấy là đi xuống liên tục và ở cái mức bây giờ là 1953 đô trên một ounce vàng vẫn cao hơn so với cách đây vài tháng nhưng mà so với lại những gì chúng ta chứng kiến được cách đây một tháng thì đã thấp hơn một con số cũng rất là nhiều thì tại sao vàng lại đi xuống và các bạn thấy được là Bitcoin cũng đi xuống theo thì nhiều người cho là Bitcoin thì bây giờ là có sự tương quan với vàng cao hơn là chứng khoán các bạn đã thấy là hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì nhiều bài viết nói là Bitcoin thì tương quan với lại chứng khoán nhiều hơn là vàng nhưng bây giờ thì người ta lại nói là ngược lại thật ra mà nói đây chỉ là cái sự tương quan trong thời gian ngắn hạn tại vì trong thời gian dài hạn tôi đã từng chia sẻ với các bạn những cái thông tin là bitcoin không có tương quan với một thị trường nào hết thì một trong những lý do tại sao mà nhiều người nói là vàng với lại bitcoin là đang gặp một cái sự khó khăn về mặt tăng trưởng kế tiếp đó chính là đồng đô la có cái sự hồi phục thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của đồng đô la US dollar index DXY thì để thường cho các bạn coi một cái biểu đồ dài hạn hơn thì chúng ta sẽ coi cái biểu đồ trong cái khoảng thời gian là giả dạ, sử chúng ta nói là khoảng thời gian một tháng qua đi thì một tháng qua các bạn thấy được là đồng đô la đã có một cái sự hồi phục các bạn nhìn vào cái thời gian ngắn hạn hơn giả sử trong vòng 10 ngày qua thì các bạn thấy được là trong vòng mười ngày qua thì các bạn thấy là giá cả của đồng đô la đã có một cái sự hồi phục sau khi mà đi xuống liên tục và hồi phục như thế nào đi xuống như thế nào đây là một cái biểu đồ mà theo dõi đồng đô la so sánh với một số những cái đồng khác ở trên thế giới các bạn thấy được là so sánh với lại à, đồng euro so sánh với lại đồng Japanese, yen có nghĩa là đồng của nhật bản so sánh với lại pound sterling Tôi nghĩa là so sánh với lại đồng của nước Anh, so sánh với đồng đồng Canada, Canadian Dollar, so sánh với lại Swedish Krona, và so sánh với đồng Swiss Franc. Cho nên các bạn thấy được biểu đồ này là một biểu đồ mà so sánh đồng đô la so với những cái đồng mà chúng ta mới vừa nói tới. Thì trong vòng mấy tháng qua các bạn thấy được đồng đô la liên tục đi xuống khi mà chúng ta so sánh với lại những đồng đó. Nhưng mà trong thời gian khoảng chừng là một tuần qua thì các bạn thấy lại có một cái sự hồi phục ngắn hạn. Và đây là lý do mà người ta nói là tại sao mà chúng ta thấy vàng không có tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh nữa. Tuy nhiên thì nhiều người không có nghĩ là đồng đô la sẽ tiếp tục có thể hồi phục. Nhiều người vẫn tin tưởng là vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng và sẽ phá 3.000 đô. Và đương nhiên Bitcoin các bạn cũng đã biết là nhiều người thì tin tưởng là Bitcoin sẽ phá 20.000 đô thậm chí là trong nhiều năm nay. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này các bạn có cảm nghĩ gì hãy comment ở phía dưới thuận thì sẽ dành thời gian để mình xem các comment. Tuy nhiên thùng không có nhiều thời gian để mà trả lời từng comment một. Nhưng mà những cái câu hỏi nào, những comment nào thuận thấy là hay thì thùng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ trong những cái video kế tiếp. Nếu như các bạn muốn theo dõi thùng Capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này. Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là link của Facebook, link của Telegram, uh, link của Twitter. Hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch crypto nào thì các bạn hãy tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái sàn như là sàn Margin FX tham gia sàn FX thông qua link của thùng Capital các bạn có thể điền đơn để đi được vào nhóm để nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có tham gia vào sàn Binance tham gia thông qua liên kết capital các bạn bấm vào link đăng ký các bạn sẽ nhận được giảm giá 20% phí giao dịch mãi mãi các bạn sẽ thấy được là sau khi bấm vào cái link các bạn hãy nhớ kiểm tra kỹ là có 20% giảm giá hay là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn như là margin bybit sàn Coinbase, sàn Remitano và ứng dụng BlockFi đương nhiên tham gia vào giao dịch crypto thì có nguy hiểm rất là cao cho nên không có phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những người nào mà tham gia vào trade margin thì nguy hiểm lại còn cao hơn và thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn